biểu tình của hàng ngàn người dân trong nước đã diễn ra vào ngày 10 tháng 6 vừa qua để phản đối hai luật, dự luật đặc khu và luật an ninh mạng. Những cuộc biểu tình này, ít nhất là ở Sài Gòn, được đánh giá là chưa từng có từ trước đến nay, tức là từ sau cuộc chiến Việt Nam năm 1975 trở lại đây. Nhân dịp này, Gã cho Tự Do phỏng vấn blogger Nguyễn Ngọc Già ở thành phố Hồ Chí Minh, người đã từng theo dõi những cuộc biểu tình trước kia. Nhìn lại những cuộc biểu tình vừa qua thì Gã cho Tự Do muốn hỏi ý kiến blogger Nguyễn Ngọc Già về đánh giá của ông về những cuộc biểu tình này. Xin chào anh Nguyễn Ngọc Già. Kính chào RFA và kính chào quý khán thính giả của RFA ạ. Dạ vâng, thưa anh, quan sát những cuộc quan sát cái tình hình trước ngày tổng biểu tình 10 tháng 6 và hiện nay thì anh nhận thấy ra sao ạ? Với tư cách là một tù nhân nhân quyền và từng đi tường thuật về các cuộc biểu tình những năm về trước, cho phép tôi có nhận định như sau. Thứ nhất là về yếu tố chính trị xã hội thì nhà cầm quyền vẫn duy trì kiểu quản không được thì cấm, nhưng mức độ đàn áp khốc liệt thì hơn hẳn so với trên 10 năm trước đây, thời mà câu lạc bộ nhà báo tự do với anh Điếu Cày và bạn bè, đặc biệt là so với cái thời điểm biểu tình vụ giàn khoan HD981 hay vụ Formosa, tôi nhận thấy mức độ đàn áp thẳng tay và trên diện rộng. Nếu nói về yếu tố kỹ trị đó thì tôi thấy vẫn không có gì thay đổi, thậm chí lạc hậu hơn nhiều, bởi nhà cầm quyền nhìn nhận và cáo buộc các cuộc biểu tình như là hành vi bất chính. Người dân bị đánh đập dã man, bắt giữ và khám xét tùy tiện, trả tự do một cách cảm tính theo tư duy thà bắt lầm còn hơn bỏ sót. Điều này rất nguy hại bởi nó không chỉ bộc lộ sự hoang mang và mất phương hướng của nhà cầm quyền, mà còn cho thấy tâm thế vô cùng bất ngờ và rất chủ quan, do ông Nguyễn Phú Trọng thắc mắc đến mức tỏ ra không hiểu nổi thông qua phát ngôn là đã hoãn luật biểu tình rồi mà vẫn đi biểu tình. Tức là ý ông Trọng muốn nói rằng đã hoãn luật đặc khu rồi đấy. Thì người dân phải thấy cái thiện chí và biết lắng nghe của nhà nước. Điều này bộc lộ suy nghĩ của nhà cầm quyền, một mặt cho rằng người dân vẫn không trưởng thành về chính trị, mặt khác đánh giá thấp trình độ hiểu biết pháp luật và lòng ái quốc trong dân chúng. Trong khi đó thì tôi cho rằng người dân ngày càng am hiểu quyền hạn của mình hơn. Đương nhiên quyền hạn ở đây là theo hiến pháp và pháp luật. Ngoài ra thì cái quyền hạn và cái lòng ái quốc đó nó được biểu thị bằng cái lượng người tham gia biểu tình khổng lồ. Thú thật thì tôi cũng rất bất ngờ về số lượng của cả 100.000 người ở tại nhiều địa phương đồng loạt xuống đường. Khi chưa xảy ra biểu tình vừa rồi thì tôi cứ nghĩ là tình hình cũng tương tự như các năm về trước, nghĩa là chỉ khoảng 2-3.000 người thôi. Về hình thức biểu tình thì tôi không còn thấy những cái hình ảnh chân dung, những câu nói của các ông Hồ Chí Minh hay Võ Nguyên Giáp. Về quốc kỳ Việt Nam thì cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay so với lượng người khổng lồ như vậy. Người ta cũng không thấy những nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng đi đầu như những cuộc biểu tình trước đây. Điều đó cho thấy là người dân không còn chờ đợi và trông cậy vào những điều như vậy nữa, chứng tỏ sự trưởng thành và chín chắn của người dân trước an nguy dân tộc. Vì vậy, việc canh giữ trước nhà của những nhà bất đồng chính kiến tôi cho rằng nó trở nên lỗi thời và không còn tác dụng. Tuy nhiên, điều mà nhà cầm quyền nên suy nghĩ thấu đáo đó là những vị đã và đang là đảng viên lâu năm và nổi tiếng đó, thì tôi thấy họ gần như thay đổi triệt để tư duy mà trước đây gọi là trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào đường lối của chủ trương của đảng và nhà nước. Cụ thể những người này không còn, có thể là những người này không còn ở vị trí đương quyền, nhưng tâm tư thao thức của họ có tầm ảnh hưởng lớn đối với quần chúng, kể cả trong dòng tộc, mà Việt Nam thì văn hóa này vẫn chiếm vị trí khá quan trọng cho đến nay. Còn về cái yếu tố pháp luật ấy, thì hầu hết tất cả mọi người đều biết ấy, nguyên tắc người dân có quyền làm những gì pháp luật không cấm. Những nhân vật cao cấp nhất như ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần nhắc về điều này, huống chi là quyền biểu tình đã được chỉ rõ trong hiến pháp. Nếu đối chiếu với bộ luật hình sự hiện hành đó, chúng ta thấy tại điều 163 có quy định tội xâm phạm quyền hội họp lập hội của công dân, và điều 167 có quy định là tội xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân. Hai điều luật này cho người dân thêm căn cứ vững chắc về việc biểu tình, nó hoàn toàn hợp pháp. Trách nhiệm của nhà cầm quyền là duy trì các cuộc biểu tình ôn hòa. Khi xảy ra hỗn loạn hay bạo động, đó là phía công an chưa làm tròn trách nhiệm. Tôi nghĩ là không nên đổ lỗi cho người dân. Tôi nhớ là khoảng cuối năm 2014, đầu 2015 đã chuẩn bị trình bộ luật hình sự hiện hành đấy. Thì chúng ta cũng biết là sau khi ban hành bộ luật hình sự rồi á, thì sau đó là hoãn rồi chỉnh sửa rồi cho mãi đến tháng Giêng năm 2018
thì bộ luật hình sự mới chính thức đưa vào sử dụng, coi như mất hết 3 năm trời. So với bộ luật hình sự và hiện trạng biểu tình vừa qua thì người dân dễ dàng nhận thấy trong nội bộ nhà cầm quyền có sự bất nhất và tự thân mâu thuẫn giữa luật pháp và thực tế. Hồi tôi ở tù PA92 đó, thì đọc dự thảo thấy có điều 163, 167 tôi rất mừng và nghĩ vậy là chủ trương của nhà cầm quyền rõ hơn. Cụ thể là khi thay đổi bộ luật hình sự thì luật biểu tình và luật về hội sẽ được ban hành song song, hoặc có thể là chậm hơn một chút thôi, chừng 6 tháng, nhưng thực tế thì đã là câu trả lời chính xác nhất. Điều đó cho thấy làm phát lộ một mâu thuẫn lớn giữa bộ chính trị cũ và bộ chính trị hiện nay. Lúc bấy giờ mua báo Thanh Niên á, thì tôi có thấy ông Nguyễn Sinh Hùng phát biểu trong cuộc họp soạn thảo bộ luật hình sự vào ngày 14 tháng 9 năm 2015 á, tức là ông nói là cần phải làm rõ thế nào là tuyên truyền chống phá nhà nước, không thể để một cái tội chống nhà nước quy định chung chung như vậy, muốn bắt ai thì bắt đâu có được. Đấy, mà tôi nghĩ ông nói rất đúng, là vì đã gọi là nhà nước thì tôi cho rằng phải bảo đảm tính kế thừa và tính liên tục khi chuyển giao quyền lực. Điều này có nghĩa là ông Hùng nói, tức là bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói, vì bà là người kế nhiệm. Đó là nói về cái điều 88 cũ. Vậy điều 117, 109, 331 của bộ luật hiện hành thì tôi nghĩ rằng phải điều chỉnh ra sao, chứ giữ nguyên như hiện nay nó phản lại cương lĩnh và hiến pháp, cũng như mâu thuẫn với điều 163, 167. Và ngay cả 163, 167 sẽ giải thích như thế nào khi gắn với hiện trạng biểu tình vừa qua. Đây là nhiệm vụ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, và theo hiến pháp chỉ có duy nhất nơi này giữ quyền giải thích luật. Tôi nghĩ cần phải giải thích tất cả những điều luật thuộc về quyền con người và quyền công dân cho rõ ràng, nhất là trong tình hình hiện nay. Song song đó chúng ta cũng biết cương lĩnh Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia dân tộc. Vậy biểu tình có được nhìn nhận dưới góc độ này hay không? Tóm lại, theo suy nghĩ của tôi đó thì biểu tình vừa qua nó phản ánh hai vấn đề. Thứ nhất là lòng tin của người dân vào nhà cầm quyền hầu như không còn. Thứ nhì là nhà cầm quyền bế tắc trước tình hình hiện nay, đồng thời cũng tỏ ra không tôn trọng nhân dân và cũng không tôn trọng pháp luật, đặc biệt là không tôn trọng cương lĩnh và hiến pháp trước những vấn đề vô cùng quan trọng. Ngoài ra, đợt biểu tình vừa qua nó phản ánh sự chất chứa đầy ắp những cái oan trái bất công kéo dài hàng chục năm của dân chúng, và biểu tình vừa qua là một cái thời điểm phù hợp nhất để những chất chứa ngút ngàn đó bộc phát mạnh mẽ. Quá trình hơn 40 năm qua, nếu bất công trong xã hội và nguy khốn về an ninh quốc gia, ít về số lượng và thấp về tính chất khốc liệt, tôi tin không thể có cuộc biểu tình to lớn như vậy. Do đó tôi nghĩ cần nhìn nhận vấn đề biểu tình không phải chỉ là sự bộc phát nhất thời, mà nên nhìn cả quá trình là như vậy. Thưa chị ạ. Dạ, chính phủ Hà Nội thì luôn cho rằng những người biểu tình xuống đường là do thế lực thù địch, do những người xấu kích động. Để chứng minh cho điều này thì cơ quan chức năng đang khởi tố, giam giữ và đưa lên truyền hình, truyền thông lời thú tội của những người trong cuộc gọi bị cho là kích động đó, là đã nhận tiền biểu tình. Theo ông thì mức độ chính xác có thể thuyết phục của thực tế đó ra sao? Thưa chị, tôi không nghĩ chỉ vài trăm ngàn đồng mà người dân đánh đổi an nguy của bản thân. Tôi cho đó là một cái cách đánh giá thiếu hiểu biết và kém văn minh. Còn nếu nói là do thế lực thù địch hay những người xấu ác cảm với chế độ kích động đưa tiền thì phải có nhân chứng vật chứng rõ ràng cùng việc điều tra kỹ lưỡng. Đó là quá trình của khởi tố, truy tố, xét xử, không thể kết luận vội vàng thông qua TV hay báo chí. Tôi cho đó là cách làm ấu trĩ và lạc hậu của thời chưa hề có Internet, Facebook. Việc đó vẫn là cách làm cũ bởi cái triết lý lỗi thời là suy đoán có tội. Điều này nó trái với lại cái tính chất văn minh, cái tinh thần văn minh của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự hiện hành, cụ thể là điều 13 là suy đoán vô tội. Và tôi cho đó là một cái tính bất nhất và tự phản đề khi nhìn nhận cuộc biểu tình vừa qua. Không những thế, việc trình bày hình ảnh người dân Việt Nam như vậy cho thấy xã hội Việt Nam hiện nay không có yếu tố kỷ trị, đức trị và cũng vắng bóng luôn cả pháp trị. Vâng, nhiều người dân không tham gia biểu tình cũng được truyền thông dẫn lời cho rằng xuống đường là gây bất ổn. Vậy đánh giá của một người dân quan tâm tình hình thì ông thấy dù không có mấy hoạt động biểu tình, xã hội thì có thực sự yên bình không ạ? Thưa chị, trên thực tế thì xã hội cũng vẫn không thể bình yên. Chúng ta thấy không bình yên vì trộm cướp vẫn diễn ra, mà những người mang danh hiệp sĩ đường phố vừa rồi đã tử nạn cách đây không lâu. Rồi nào là nạn ma túy, bài bạc, cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi, đâm chém nhau, đạo đức công vụ xuống dốc, vân vân, vẫn rất là nhức nhối. Mới đây nạn lũ lụt tại Lai Châu, Hà Giang và một số tỉnh phía Bắc phải nói là rất khủng khiếp, nhìn rất là đau thương.
rồi nào là nạn ô nhiễm môi trường, phá rừng rộng khắp, nạn tham nhũng kết bè kéo cánh con ông cháu cha vẫn đầy trên các trang báo và mạng xã hội. Dân mất đất vẫn chưa có cách giải quyết rõ ràng. Nếu nói do biểu tình gây bất ổn, chẳng qua đó là phép ngụy biện đánh tráo vấn đề. Thậm chí theo báo cáo Papi 2017 cho thấy người dân quan ngại nhiều nhất về tình trạng nghèo đói gia tăng. Do vậy có thể nói tình trạng chênh lệch giàu nghèo ngày càng giãn rộng cùng các tệ nạn khác làm cho xã hội không bình yên. Mượn một cái nhạc phẩm của nhạc sĩ Tuấn Khanh, hãy gấp trang báo và tắt TV. Chúng ta sẽ thấy sự bình yên nếu có chỉ là bề nổi, nó mang tính chất tạm bợ thôi chị ạ. Rồi, nếu mà không biết là chúng ta có thể cho khán giả nghe một chút nhạc của nhạc sĩ Tuấn Khanh thì chắc là khán giả sẽ nhận ra được cái điều mà ông chủ mới nói. Vâng, thưa blogger Nguyễn Ngọc Già, cái công tác tuyên truyền của phía tuyên giáo đảng và chính quyền ra sao ạ? Người dân có nghe theo hay bị phản tuyên truyền không ạ? Thưa chị, thì cái phong trào học học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hiện vẫn còn giá trị trong nội bộ đảng, nhưng thực tế phủ phàng với ông Nguyễn Khắc Thủy phạm tội ấu dâm bị 3 năm tù giam cùng với sự phẫn nộ trong dân chúng. Tôi nghĩ đó là cái câu trả lời rõ nhất về tuyên truyền hay phản tuyên truyền. Rồi hình ảnh những thông tin cán bộ nam vào nhà nghỉ với cán bộ nữ vân vân, đó là câu trả lời rõ ràng về mặt luân lý đời sống vợ chồng gia đình trong lực lượng đảng viên. Rồi cách các cán bộ nhà nước tiếp dân vẫn hắc dịch và khi cũng như hình ảnh biệt phủ đồ sộ và hình ảnh khác thì cho chừng mắt phản nghĩa với tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Dạ vâng, cảm ơn blogger Nguyễn Ngọc Già đã chia sẻ với Đài Truyền Hình Tự Do ngày hôm nay những ý kiến của ông về những cuộc biểu tình vừa qua. Thưa quý vị, dạ vâng, cảm ơn. Thưa quý vị, vừa rồi là cuộc phỏng vấn với blogger Nguyễn Ngọc Già Thành phố Hồ Chí Minh về những nhận xét về những cuộc biểu tình vừa diễn ra tại Việt Nam trong ngày 10 tháng 6 vừa qua. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi.